Kính chào quý vị và các bạn nha, hôm nay em có 3 bộ dây tín hiệu RCA của hãng Ultralink Rất là chất hàng ZIN nguyên bản Lên sóng luôn cho góp và anh em Đấy, Cách đây ít hôm thì em cũng có lên sóng cho anh em Cái bộ dây RCA này rồi Thì sau khi em lên sóng thì anh em đặt ngay lập tức Đây quý vị cùng xem bộ dây Dòng dây đồng mạ bạc đồng OCC đấy và đầu giác à, AV này quý vị nhìn này rất là chất dây của nó rất là mềm mại các bác và anh em cùng theo dõi em sẽ cầm một bộ để anh em cùng là nhìn tổng quan link R L. Đấy, hai chân một chân màu trắng chân màu đỏ. Được ký hiệu left và right đấy ạ. quý vị cùng xem cái chất dây. Bạc. Rất đẹp. Đây là cục trống nhiễu. Dây của nó rất mềm. Đấy. Đây Để chiều tín hiệu đi ra quý vị có nhìn mũi tên nhé để tín hiệu đi ra từ nguồn phát đi ra ví dụ là từ đầu giải mã từ đầu cd đi xuống âm đi hoặc là từ pre xuống bao cái rắc này thì anh em sử dụng cắm rút và sử dụng rất là êm ái đây những cái đầu rắc cắm này tiếp xúc rất tốt quý vị cùng nhìn Đây thì em chỉ có 3 bộ Trước đó thì phải được 5 bộ Thì có anh em đặt hết Hôm nay thì tiếp tục Phục vụ các bác và anh em Thứ dòng này thì âm thanh của nó rất chi tiết Nó gọi là chi tiết đến Từng con âm Các bác và anh em Nếu quý vị và các bạn đang muốn tìm mua Một bộ dây tín hiệu âm thanh cao cấp này Hàng ZIN nguyên bản Phẩm chất 2N Với mức giá tốt thì hãy tham khảo ngay bộ dây RCA ultralink như này một bộ này chiều dài tiêu chuẩn 1 mét giá 1 triệu 650.000 đồng một bộ các bác và anh em nhé Dây này thì đã rất là chất rồi em không phải quảng cáo nhiều nữa hiện này về được 3 bộ thì lên sóng luôn cho anh em để anh em nào mà đang cần quan tâm một bộ dây tín hiệu âm thanh chất lượng cao và đặc biệt là mức giá để cho các anh em rất tốt nhé tình trạng dây thì đẹp trên 95% cho các và anh em quý vị kết nối 1 triệu 650 000 đồng một bộ chiều dài tiêu chuẩn 1 mét và được miễn phí giao hàng bao test một tuần anh em trải nghiệm cảm thấy không ưng không hợp anh em gửi lại đây là hoàn tiền 100 phần trăm cho quá phải nghe nhé dây AV Ultra Link Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo